con. À, Thảo ơi, Thảo có ở trên bệnh viện không? Dạ không, cô đợi con. Dạ không con. Cô đang muốn chuyển tiền cho con bé ở trong bệnh viện Hùng Vương 7 triệu đồng để ứng tiền viện phí, mà bây giờ cô còn chưa biết người nhà nó như thế nào nữa. 7 triệu lận hả con? À, 7 triệu để ứng tiền viện phí, nó vào đẻ hôm qua mà, đẻ hôm qua rồi. Dạ, có nghĩa là đi đóng tiền hay là sao cô? Đóng thêm tiền hay là sao? Vào đẻ tối hôm qua nhưng mà trong người không có một đồng nào, là đau bụng lắm, thì gia đình mới gọi điện cô cầu cứu. Thì tối hôm qua... Bây giờ vậy đi con, ngày mai con mới đi làm. Còn không thì con khoan chuyển đã. Con cứ để cho nó nằm đi, rồi ngày mai có gì con vô con lấy thông tin, xong con gửi lại cho cô, rồi con hãnh chuyển nha. Chứ bây giờ nó cứ kêu mình giấu mình hoài á. Trời ơi, con cứ để nó đi, tại vì không đóng tiền thì người ta cũng đâu có đủ mình ra khỏi bệnh viện đâu con. À. Dạ. Con nhưng mà không bạn đến, đó, bây giờ cô chỉ kì, bây giờ cô chỉ lấy một cái thông tin là hỏi họ tên nè, năm sinh nè, hiện tại đang nằm ở khoa nào là được rồi nha con. Alo. Vâng. Ý cô nói là cô hỗ trợ tiền viện phí hết, nhưng mà cô chuyển vô tài khoản trong bệnh viện hay là chuyển vô đâu? Không, cô chuyển tiền vô trong tài khoản bệnh viện. À. Con sẽ làm cái thủ tục đó cho cô như mọi lần con vẫn làm với cô vậy đó. Nhưng mà bây giờ mình tạm ứng trước đi cho nó đỡ déo đau đầu quá. Bảo nó gọi điện cho con nhá, để con xử lý nhá. Nói là yên tâm đi, cô Hương có lo hết tiền viện phí cho nhá. Đừng gọi cô nữa, gọi cô nhiều, cô nhiều việc lắm. Okay. À, ok. Cảm ơn con.